Thuật ngữ VUCA dùng để mô tả thế giới đa cực với bốn yếu tố gồm biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 cùng các biến động trên thế giới và trong nước đã một lần nữa đặt thế giới vào tình trạng VUCA. Trước những khó khăn đó, với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại trên môi trường số, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với tập đoàn Alibaba tổ chức hội nghị định hướng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số trong thời kỳ VUCA. Hội nghị này tập trung vào các nội dung như tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đã được hai bên thống nhất trong thỏa thuận hợp tác theo chiều sâu thông qua các hoạt động và kế hoạch dài hạn nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tham gia hiệu quả vào tiến trình chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hơn nữa việc tận dụng công cụ số, tiếp cận các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là sàn alibaba.com. Thông qua dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam trong những năm vừa qua, giám đốc alibaba.com khu vực châu Á Thái Bình Dương khẳng định hàng hóa của Việt Nam đang đứng đầu về nhu cầu thu mua của thế giới. Đại diện cục xúc tiến thương mại bộ công thương cũng cho biết năm 2023 là năm bản lề trong việc thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025 trong đó mục tiêu số hóa các hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xúc tiến là một nội dung quan trọng trong chủ trương xây dựng chính phủ số kinh tế số và xã hội số